Mới đây, mẫu Ford Edge 2024 dành riêng cho thị trường Trung Quốc bất ngờ được hé lộ. Ford Edge 2024 dự kiến sẽ được giới thiệu tại triển lãm ô tô thượng hải và mở bán thương mại vào tháng 4. Bên cạnh đó, Ford Edge 2024 cũng sẽ được bổ sung thêm với phiên bản hybrid sau đó vào tháng 7 năm nay. Ford Edge 2024 mới là sản phẩm kế thừa của Edge Plus ở phía trước xe có lưới tản nhiệt lớn tích hợp một phần của đèn pha LED toàn chiều rộng có màu, và các hốc hút gió khác nhau tùy thuộc vào phiên bản. Ford Edge L 2024 còn được trang bị bánh xe hợp kim 20 in hoặc 21 in. Ở phía sau, đèn hậu LED được kết nối thông qua một chi tiết trang trí màu đen với chữ H, bên dưới biểu tượng Ford và hầu hết là các đường kẻ ngang. Ford Edge L 2024 mới có kích thước chiều dài 5.000mm, chiều rộng 1961mm và chiều cao 1773mm cùng chiều dài cơ sở 2950mm. Di chuyển vào bên trong, Forage L2024 có bố cục 3 hàng 223 và bảng điều khiển kỹ thuật số đặc trưng. Cụm công cụ kỹ thuật số 12.3 in tiêu chuẩn trên Forage L2024 được kết hợp với màn hình cảm ứng 27 in 4K quen thuộc trong khi bảng điều khiển trung tâm nổi trên cao với nhiều hộp chứa đồ đế sạc không dây và lẫy chuyển số lạ mắt cho hộp số tự động. Ở phiên bản Slide, 4 hl 2024 trông thể thao hơn, với nội thất bọc màu đen và các điểm nhấn màu đỏ. Trang bị trên phiên bản này cũng phong phú hơn với màn hình head up, đèn viền nội thất, hàng ghế thứ hai có thể ngả với ba chế độ khác nhau, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh B và O và có tới 20 tính năng hỗ trợ người lái nâng cao. Ford Edge L 2024 có sẵn với hai tùy chọn hệ thống chuyển động. Tùy chọn đầu tiên là động cơ 4 xi lanh EcoBoost 2 lít tăng áp, không điện khí hóa tạo ra công suất 249 mã lực và mô men xoắn 378 Nm. Ngoài ra, Ford Edge 2024 còn có một biến thể hybrid tự sạc mạnh mẽ hơn, với tổng công suất 271 mã lực và mô men xoắn 405 Nm.